vẫn đang kêu gọi cho anh, bảo anh ơi ra đi, anh ơi ra đi. Thì là đến khi nó đầy quá bên kia nó mới sang bên này. À, tức là bên kia nó chìm ngang dòng rồi mới sang. Đúng rồi, chỗ này trước nó không có cái gì. Chỗ này trước nó là một bãi tàu vậy. Vâng. Trước nó không có chứa. Nó chỉ là cái khung nhà thôi. Còn cái khung nhà nó có cái khung nhà. Vâng. Nó sâu nhất là cái 100%. Bây giờ như cái nhà này nè, anh đang còn nhà như vậy. Vẫn còn sử dụng gì cả, anh đâu có ở được ở đây. Vâng. Coi như là 100%. Vâng. Chứ anh đừng có thấy cái nhà của tôi 100%, của nhà được còn đây là 50%. Không luôn, cái nhà này như thế này là 100%. Thì anh đâu không tái sử dụng được. Vâng, vâng. Không tái sử dụng được thì gọi là 100%. Vâng, vâng. Đúng không? Cháu Năm xin chào các bác. Xin Năm mến chào tất cả ông bà cô chú anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh Đức Năm TV. Cô bác thân mến, thì hiện tại cháu Năm vẫn tiếp tục có mặt ở tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang của tỉnh Hà Giang các bác ạ. Hôm nay thì ở nhánh bên này thì những tập phim trước thì cháu ở nhánh bên kia. Ở nhánh bên kia thì bị vùi lấp nhiều hơn cô bác ơi. Thì ở nhánh bên này thì hiện tại thì bên chỗ này ấy, thì đang chuẩn bị làm lễ an táng cho bà cô mà bị lũ cuốn trôi vào sáng ngày 29 đó các bác. Thì giờ đến chiều tối hôm qua thì gia đình cũng mới tìm kiếm được bà cô về với gia đình. Thì hôm nay gia đình với bà con lối xóm thì mới tiến hành là làm lễ theo thủ tục của các dân tộc ở trong địa phương ấy, thì làm lễ an táng cho bà, thì đưa bà về nơi chín suối các bác ạ. Đây là toàn cái cảnh mà đất đá vùi lấp đây các bác ơi, xem mà rất là xót, rất là đau thương. Sau đây cháu Năm sẽ mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị cùng ngoài theo chân cháu Năm đi tham quan một vòng phía ở trong này nhé các bác nhé. Tất cả cái khu xóm ở trong này thì ở nhánh bên này với nhánh đằng kia của những tập phim trước của cháu Năm ấy, thì nhánh bên này thì mất một người bị lũ cuốn trôi, còn nhánh bên kia thì chị là mất về tài sản với là bị lấp cây trồng hoa màu các kiểu các bác ơi. Còn ở nhánh phía bên này đây như là những chuồng lợn bò dê các kiểu ấy, thì cũng đã bị cuốn trôi hết rồi các bác ạ, cuốn trôi hết và tất cả cái vật dụng ở cái nhà mà ở nhà nào mà có còn chưa làm được cái nhà cao ấy các bác. Đây như mấy cái nhà này thì nhà sàn này các bác ơi, như mấy căn nhà này là nhà sàn thì gầm cao, nhưng mà ở dưới gầm thì cũng đang bị đất đá lấp hết dưới gầm rồi các bác ạ. Hôm qua ở đây vẫn may là còn sót một chú lợn ở đây này các bác. Chú lợn này có thể gọi là chú sống sót. Số may số cao là còn sống sót ở đây chứ không à. Cũng không biết là lũ đã cuốn chú lợn này đi đâu rồi. Cô bác ở đây có một con ngan bị chết thối ở đây các bác ạ. Trên này hay có những khúc gỗ đỏ đỏ với gỗ vàng ấy các bác. Đây nhà bên này, đây là những cánh đồng lúa này các bác ơi. Đây. Lúa này là lúa nếp nhưng mà nó chưa được chín vàng ấy các bác. Nên là nó còn xanh rất là tốt luôn, nhưng mà đã bị đất đá với cây cối ở trên núi đổ về đây là lấp hết rồi. Còn gì cả. Ở bên này cũng nghe bà con ở trong xóm này kể là ở nhánh bên này là cũng bị
vùi lấp một căn nhà xóa sổ hoàn toàn đấy các bác. Xóa sổ hoàn toàn luôn rồi. Rất may là cái vụ tan thương ở bên này là còn chưa thiệt hại về người nhiều như ở làng Nụ bên Lào Cai các bác ạ. Nhưng mà bên này thì nó cũng về hoa màu với cây cối các kiểu. Ở đây có cái đầu đĩa của ngày xưa này các bác. Đầu này ngày xưa là rất là giá trị, rất là cao đấy. Đây này. Cả một khe suối này là bây giờ là toàn đá thôi. Toàn đá với cây cối này, mọi thứ này. Nó cuốn ở trên đầu nguồn xuống đây rất là nhiều rồi. Phía gia đình nhà này thì đây, bàn ghế các kiểu là không biết là của gia đình nhà này nó bị đẩy trôi ra đây hay là như nào, hay là mấy căn hộ bị vùi lấp kia đẩy ra đây cũng chưa rõ được, vì 6 năm vào đây thì cũng chưa gặp chủ nhà để thăm hỏi các bác, nên là chưa rõ là của nhà hay là của gia đình nào trôi vào đây á. Tất cả mấy nhánh ở trong này thì đều có máy xúc đến hỗ trợ dọn dẹp và đào bới tìm kiếm. Nhưng cái người cô mà bị lũ cuốn trôi đấy là cũng rất là may là không bị vùi lấp sâu ở trong cái khu đất đá này, là cô ấy bị nước cuốn trôi đi ra tận ngoài sông Lô cơ. Tận sông Lô mà từ địa điểm cô bị cuốn ở đây đi đến cuối địa điểm mà tìm thấy thi thể của cô ấy là cách từ đây xuống dưới đấy là cách hơn 10 km cơ các bác ạ. Đấy, cuốn rất là xa. 3 ngày, hôm qua là ngày thứ tư thì mới tìm thấy xác của cô ấy được mới được đưa về gia đình. Đưa về nhà với gia đình để làm lễ an táng theo các phong tục tập quán ở của mỗi dân tộc ấy các bác ạ. Phải nói thật sự một điều rằng là một cái thảm khốc rất là lớn các bác ơi. Chúng cháu mà đấy, chúng cháu là người trực tiếp đến đây ghi những thước phim chính xác nhất để truyền tải tới tất cả quý vị khán giả, là đấy thì chúng cháu trực tiếp ở đây thì cũng không thể nào mà nói được nên lời là nói là nên lời nó rõ ràng hơn được nữa rồi, bởi vì chúng cháu cũng cái trong thương tâm của chúng cháu cũng rất là thương bà con ấy. Nên là trong cái cổ họng của chúng cháu thì cũng vẻ là nó cứng rắn hết rồi, cứng hết rồi mà không thể nói kiểu nào nó được hay hơn và sáng sủa hơn rồi các bác ạ. Nên là cháu mong tất cả các bác, ông bà, tất cả các khán giả cũng thông cảm cho những câu nào mà cháu Năm nói không được lưu loát, mà không được chính xác, thì cũng mong
tất cả mọi người sẽ là thông cảm cho. Trong này chỉ còn những đống đổ nát, những cây khúc gỗ, những viên đá, những hòn đá to lăn từ trên đồi xuống các bác ạ. Đây các bác ơi, ở phía bên này thì có một căn nhà đây. Căn nhà này thì là xóa sổ hoàn toàn rồi các bác ạ. Xóa sổ hoàn toàn luôn rồi, không còn một cái gì cả cái nhà này luôn ấy. Nó bị dập bay hỏng hết rồi các bác ơi. Bây giờ chúng cháu không biết là sẽ đi tiến sang bên đó bằng cách nào để tiếp cận một ngôi nhà như thế này các bác ạ. Sau những cái cơn lũ đi qua thì chỉ còn để lại những cái đống đổ nát như này thôi tất cả các bác ạ. Mình quá là thương xót cho bà con, cho những hộ dân đã bị thiệt hại ở đây. Ở chỗ này là có một căn nhà không? Có, à đây thì có một cái nhà ở đây. À có. Chắc là người ta chuyển sang bên kia. Dạ vâng ạ. Trước đây ở đây có một cái nhà. À. Một là ở cái nhà này nó chuyển lên đây. Dạ, một là chuyển lên đây, hai là chuyển ra kia. Cái nhà này là cái chuyển ở chỗ này lên. Dạ vâng ạ. Tạo dòng suối ra đi. Tạo dòng suối ra nhánh khác luôn. Đúng rồi. Đây có một con đường ở đây lên đây mà. À, trước đây là đường. Đường ở đây, đường thôi, cái này là đường ở đây lên đây. Dạ. Vâng ạ. À. Đường lên đây này, nó ở chỗ này. À. Này lên. Đúng chỗ này lên. Dạ vâng ạ. À. Đường. Nên bây giờ là mất hết luôn. Không còn cái gì cả. Sợ. Sợ. Đấy quý vị khán giả cũng đấy vừa nghe được bác này thì cũng người dân ở trong này thì bác sẽ là hiểu biết nhất về trước đây ở trong làng này như nào, chỗ nào có đường, chỗ nào có nhà ấy thì bác ấy biết rõ hơn nhiều. Đây ạ. Nhìn qua những cái cạnh này quá là thương tâm, quá là xót xa cho bà con, vì là nhà cửa nào là bao nhiêu đồ của cải không là đã dành dụng bao nhiêu cũ làm bao nhiêu để được xây dựng lên được cái căn nhà như vậy, để sắm được những cái trang thiết bị, những cái vật dụng trong gia đình như vậy. Đấy. Thì chỉ còn một tiếng đồng hồ thôi là mẹ thiên nhiên nó nổi giận lên là đấy, là bây giờ là xóa sổ hoàn toàn luôn, không còn một cái gì, nhà nào nhà đấy là tan hoang hết các bác. Theo như 6 năm nghe các bác ở đây ấy, nghe các chú ở đây kể ấy, là từ cái hôm mà bị sạt lở núi như này ấy, xong là đúng không, các bên chức năng cũng như giám đốc tỉnh
thành phố Hà Giang ấy, là cũng đến thăm và có bay flycam để khảo sát ở trên đồi ấy các bác ạ. Thì bây giờ là ở trên đồi này này, nó đã nứt toạc hết ở trên núi này, nó cắt ngang ở trên núi này là một cây dưới dài. Đấy, thì hôm nay mà nó mà còn mưa nữa là nguy cơ là cái tất cả cái khu này là nó sẽ sụt xuống hết các bác, cả trên quả đồi ở trên này này. Đấy, cả một quãng quả đồi trên này là nó bị sẽ là tiếp tục là bị sụt hết xuống dưới này, chứ không còn nằm như sinh như này nữa các bác ạ. Không tái sử dụng được, không tái sử dụng được thì gọi là 100%. Đúng không?